Ok nhé mọi người nhá. Anh em mình đã gọi là sâu xong cái gọi là bộ xương khủng long này. Mấy cái đoạn khủng long này là siêu nhiều thịt này ạ. Nó thì khá là hôi. Nhưng mà khả năng là lên nước sốt tỏi này là hết mùi ạ. Nhưng mà trâu thì chả mùi hôi. Trâu thì đương nhiên là nó mùi hôi rồi. Mình phải biết cách chế biến cho nó thành thơm. Chuẩn luôn. Xịt nước hoa của anh ạ. Xịt nước điên. Nó có phải bị ôi đâu mà. Trâu này mới chết dạ sáng. Thế nên là không được gì. Cái đoạn đầu nó này. Siêu nhiều thịt này. Và cơ cổ ấy. Cứu cổ, các cụ vẫn còn thường với con chó thì nên lọc khá là nhiều thịt. Ok. Ok nhé mọi người nhá. Nào nhấc dịch ra đây để lăn cái xương này ra đây đó. Nào nào, chỗ đấy. Này nó khá là to. Đây, nhấc cả cái này luôn. Nhấc cái này thôi, không cần. Cái này mà lớp cả cái này xong rồi gói ra thành thịt nướng luôn. Nào. Cái bò để chấn chỉnh. Xỏ vào cái lỗ to. Cái lỗ bò đấy. Đấy. Rồi bây giờ giữ cái này, giữ cái này. Ok nào Vượng đi ra nào. Lăn nha. Lăn đây, lăn lên cái lăn ở ngoài đấy. Cái đấy thì cứ để bình thường thôi. Đây. Ok đấy, đẹp rồi. Vượng đạp thịt vào đấy, thịt vào rồi. Cho thịt vào trong này. Cái dâu đậu này. Đấy, đúng rồi. Làm nữa vào. Nữa đây, nó thịt chậm. Rồi, thôi. Ok, bây giờ xúc than vào. Nó hở mất khoảng tầm nửa mét ra ngoài nha mọi người nhá. Lấy cái... Vượng lấy cái ghế ấy đó, Vượng. Để ghế được kê. Xong lấy cái xẻng đấy đâu rồi. Cái xẻng mình đây đâu nhỉ? Đây. Đấy, đây rồi. Xúc than vào đi. Ở trong này thì rất là nóng nha mọi người nhá, nên là sẽ cần ít than ở bên trong thôi. Còn chủ yếu bên ngoài này, nó sẽ đấy hơn. Bên ngoài nó không có cái lò, nó không phản nó được. Nhà không bụi. Siêu nóng luôn. Nếu mà không có cái lò này thì chắc là không nướng được cái xương này luôn mọi người. Tại vì nó không giữ được nhiệt. Và nó dài quá. Dài quá đấy. Chân anh ấy là thật là đấy chân anh ấy. Đẹp. Rồi. Ok bây giờ chỉ việc này thấp không? Không thấp đâu. Chỉ việc xoay vào nướng thôi nhá. Cái này mình đã thiết kế. Từ từ chúng mày. Cái này mình đã thiết kế để chỉ cần việc ngồi đây này, quay. Đó. Đấy. Quay vòng nhá, phần giữ nó. Đó. Đại khái là nó sẽ không quay được nhiều vòng. Đại khái là nó sẽ không bị xoay vòng nhiều. Thế nên là nướng sẽ rất là ok. Ở trong kia cực kỳ nóng nhá mọi người nhá. Ok, than ở ngoài để đấy là được rồi. Bao lửa kệ lắm, không có gì ở ngoài gì. Không việc gì. Tình hình là chín rồi nhá mọi người nhá. Bây giờ anh em mình sẽ cho ra. Nào. Vượng đứng đằng trong này này. Từ từ nha, ok đấy, chú chưa? Rồi.
Rồi, ok. Đóng nhá. Đóng bảo nhá. Rồi, đẹp tốt rồi. Rồi, cô ra. Rồi. Ui ui. Mình ngon rất là luôn. Đó. Đó. Đó, lên trên này. Đó. Đó, xin. Tay, tay. Tay, tay lật cung đó xuống. Nào, 1, 2, 3. Rồi. Ok nhé mọi người nhá, cuốc khủng long và anh em mình đã hoàn thành nhá. Rồi lấy cái tim vào đây để cắt vỏ sắt để lôi cái sắt ra đây. Đây là bộ xương trâu nhé mọi người nhá. Đấu khủng long vào cuối đi. Rồi, ok. Rồi, em bắt tay thôi. Đấy, uống bia tốt, chín chưa? Chín rồi. Quả chín thì quá sống, sống, sống. Sống được. Chín rồi. Châu tái được. Nào. Mỗi người một rảnh gặp. Ai à. Châu ta đó nhỉ? Rong gạo xuống. Để đá nhau lại cái mỗi đoạn. Ây dạ, từ từ, một ba hai phát nữa là được. Chín đấy. Quá chín. Rồi. Wow. Đây. Mày cảm ơn. Mời tất cả mọi người nhá. Ăn tôi đi nó. Ui. Còn nó kìa. Chỗ này thành nhà châu khô. Châu các bếp cùng răng. Gần. Quá rồi. Đúng rồi, ném em đi luôn. Được, ok. Chào ông. Thì hết nước dãi vào đấy. Ê, ui giời. Dãi lắm không ạ? Đây bà. Nói nhả cái gân. Đây, 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 đây. Còn là chăng đi trong cái gân đấy rồi đấy. Đây, đó, bao đây, phần này lắm thịt này. Đấy. Ừ. Đấy, chưa? Ngon rồi. Xuất sắc luôn. Quả đấy mới ngon này. Đây. Như thịt châu khô nha. Ừ. Như châu sấy nhỉ? Ừ, như châu sấy. Đây, anh em ạ. Mời tất cả mọi người nhá. Anh em cứ sử dụng dần dần. Dùng tay, tất cả dùng tay nhá. Như châu sấy luôn mọi người. Đấy, bỏ bỏ bia ra, đặt đặt một phần bên này sang. Để... Cứ để vào đây cho mọi người. Để vào đây cho cắt, ai ăn chỗ nào xẻ chỗ đấy. Ai ăn chút túc. Đây. Chút túc. Để ăn nhiều thế nào con nghe cút. Bên này, phần này rất là nhiều thịt nhá. Nhưng mà... Chắc anh em nhỉ? Không sống đâu. Nó không sống đâu, vàng luôn, đẹp luôn. Đấy, không sống thế nào luôn. Những cái phần thịt ở trong phần xương này nó hay lắm, nó gân mà. Dài. Để gặm lại con chặt. Đấy, chặt ra cũng như một khúc một gặm. Như một miếng BBQ nhá mọi người nhá. Đấy, thấy chưa? Này. Ngon. Đâu, phải đến đây. Lặn cái xương. Kéo trơn nhá, đâu trơn cũng cầm. Đúng vậy à? Không sợ mẹ đâu. Tao thử. Đúng à. Ăn một trâu này. Vất vả đấy. À, nhìn cái gân cho nhau cháy nhỉ? À, ui, đây. Mời tất cả mọi người nhá. Rồi, ok không? Được rồi. Ăn như anh hùng lương sơn bạc. Trời, thì ai ăn thì chắc. Ngồi không ăn đi. Nào, mình thử nhấp thử cái này xem nhấp được không nhá. Ui. Đấy không ăn được. Mời mọi người nhá. Ai gần. Chỗ nào thịt đâu. Đây được. Ừ. Ra đây.
gần. Ui đồ, nặng quá. Chỗ phần thịt đây này, giải hết ra. Chỗ này thịt nó chín này đấy, nhưng mà kiểu chín như kiểu lửa của anh em mình bị om lâu ấy, nó đỏ ấy. Nhưng mà ăn thế này nó mới ngọt nhé, ăn này mới ngọt này. Như thịt trâu gác bếp luôn, ở trong đỏ, ở ngoài cháy, ở ngoài khô. Đổ à, chén này đấy, đổ bớt sang đây, nó đổ bớt. Hôm nay thiếu rau cải mà còn tí rau cải thì ngon. Ngu chỗ nào đấy, lại đổ luôn, rau hẳn ra ngoài không? Cơm bếp đây mọi người, cái ớt. Cái nước giống ấy. Cái dầu mà cay đâu. Cay xong chiếc. Cứ bỏ lại khái là cái món này. Đồng ngọt trâu các bên nhá. Đây cho mọi người xem lại cái đầu cuối này. À. Chỗ này đưa ra đây. Chỗ này giống như kiểu là thịt trâu gác bếp luôn nhá. Đấy. Đấy, thấy chưa? Ở ngoài thì khô nhá, ở trong đỏ nhá, nhưng mà nó chín rồi nhá. Ăn thế này nó vừa ngọt, nó vừa kiểu gì nhỉ? Vừa ngọt nó vừa dai và ngon. Này, dọc ở phần đây là phần cổ nhá. Dọc đây rất là nhiều thịt này, đấy. Nhưng mà ăn hết chỗ thịt này cũng cả một vấn đề. Cái phần trên này là thịt này, nhưng mà nó tái quá. Trên này thì chín này, trên này cũng không phải là chín nhỉ. Nói chung là kiểu gì nó khô, sao khô lại nó đổ các bếp này. Này cái lâu quá mà nó khô, trong này nó đỏ. Phơi phơi mai là món trâu phơi. À trâu sấy, mai mình sẽ làm món trâu sấy. Thịt con trâu này nhá, mình sẽ xẻ ra ướp như kiểu trên Tây Bắc, nhưng mà sấy thì sấy không phải sấy bằng khói nữa, mà sấy bằng điện đấy. Miếng này ngon này, nói chung là cắt được thì đấy, miếng nào cũng ngon thôi, nhưng mà cầm xé được miếng nào xé. Có cái nước mắm bên này. Này có để nước kiểu là một miếng thịt trâu sấy luôn. Ông chấm nước mắm. Không có đâu. Đây giống thịt trâu sấy. Nó sao nó cũng đỏ ở trong nhỉ? Thịt trâu nó chả đỏ à? Thịt trâu đỏ nhưng mà chín nó chín. Chín là gì? Thịt đỏ. Không, chín đây là kiểu nó hồng hồng á. Cho ăn thịt trâu mọng rồi. Rồi giờ có khói ấy. Nướng anh nướng nó thành nướng thì ngon. Cao nhìn mình cao. Ờ đủ. Không được nhiệt. Nhiệt. Không được to. Thịt rất đỏ luôn chi mà để cao. Hạn như cháu không khỏi đâu đúng không? Đây cháu không khỏi đây. Mà mình sẽ sấy, sấy trâu bằng điện. Bóng bún gà ấy. Sấy làm mấy cân sấy thử theo kiểu kia xem. Sấy xong thì cháu thì tiền bóng điện chắc bằng. Không hết mà đâu. Ôi trời mày khô mấy. Nó chết nó khô nhanh lắm. Khô nhanh mà khô. Người ta ai sẵn sẵn này cháu cóc ấy. Thì cho gà cho ăn này. Cứ bảo cũng luôn.